Chào mừng các bạn đến với nội dung Tìm hiểu văn hóa dân tộc Mường qua sử thi. Câu 21. Theo sử thi đẻ đất đẻ nước của người dân tộc Mường thì Mường Vống thuộc huyện tỉnh nào ngày nay? A. Thạch Thành, Thanh Hóa. B. Lang Chánh, Thanh Hóa. C. Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Và D. Tân Lạc, Hòa Bình. Đáp án C. Cẩm Giang, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Câu 22. Theo sử thi đẻ đất đẻ nước của người dân tộc Mường thì Mường Khao thuộc huyện tỉnh nào ngày nay? A. Thường Xuân, Thanh Hóa. B. Lang Chánh, Thanh Hóa. C. Kim Bôi, Hòa Bình. Và D. Cao Phong, Hòa Bình. Đáp án A. Thường Xuân, Thanh Hóa. Câu 23. Theo sử thi đẻ đất đẻ nước của người dân tộc Mường thì Mường Cợi thuộc huyện tỉnh nào ngày nay? A. Như Xuân, Thanh Hóa. B. Kim Bôi, Hòa Bình. C. Lạc Thủy, Hòa Bình. Và D. Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Đáp án D. Cẩm Tâm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Theo sử thi đẻ đất đẻ nước của người dân tộc Mường thì Mường Đũ, Mường Ó thuộc huyện tỉnh nào ngày nay? A. Như Thanh, Thanh Hóa. B. Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. C. Lạc Sơn, Hòa Bình. Và D. Thạch Thành, Thanh Hóa. Đáp án D. Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hóa. Câu 25. Theo sử thi đẻ đất đẻ nước của người dân tộc Mường thì Mường Rặc thuộc huyện tỉnh nào ngày nay? A. Lang Chánh, Thanh Hóa. B. Nho Quan, Ninh Bình. C. Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Và D. Lạc Sơn, Hòa Bình. Đáp án C. Xã Quang Trung, xã Ngọc Liên, xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Câu 26. Theo sử thi đẻ đất đẻ nước của người dân tộc Mường thì Mường Vang thuộc huyện tỉnh nào ngày nay? A. Bá Thước, Thanh Hóa. B. Nho Quan, Ninh Bình. C. Quan Hóa, Thanh Hóa. Và D. Lạc Sơn, Hòa Bình. Đáp án D. Xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Câu 27. Theo sử thi đẻ đất đẻ của người dân tộc Mường thì Mường Kim, Mường ơi thuộc huyện tỉnh nào ngày nay? A. Bá Thước, Thanh Hóa. B. Cẩm Thủy, Thanh Hóa. C. Quan Hóa, Thanh Hóa. Và D. Lạc Sơn, Hòa Bình. Đáp án B.
xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Câu 28. Theo sử thi đẻ đất đẻ nước của người dân tộc Mường thì Mường Phó thuộc huyện tỉnh nào ngày nay? A. Quan Sơn Thanh Hóa. B. Thạch Thành Thanh Hóa. C. Quan Hóa Thanh Hóa. Và D. Lạc Sơn Hòa Bình. Đáp án D, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Câu 29. Theo sử thi đẻ đất đẻ nước của người dân tộc Mường thì Mường Nang thuộc huyện tỉnh nào ngày nay? A. Quan Sơn Thanh Hóa. B. Quan Hóa Thanh Hóa. C. Lang Chánh Thanh Hóa. Và D. Thường Xuân Thanh Hóa. Đáp án C, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Câu 30. Theo sử thi đẻ đất đẻ nước của người dân tộc Mường thì Mường Băng thuộc huyện tỉnh nào ngày nay? A. Lạc Sơn Hòa Bình. B. Như Xuân Thanh Hóa. C. Lang Chánh Thanh Hóa. Và D. Thạch Thành Thanh Hóa. Đáp án A, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Trai Xứ Mường. Đừng quên nhấn like, nhấn chuông để nhận các thông báo khi có video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.